Có đường, có đường. Có đứa nào đào tẩu bên đây. Lấy. Hello. Oh, sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. I cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đang phê. Mẹ. Em ăn tối cho nhỏ, nếu rồi thì làm một ly. Anh chỉ muốn cởi mở hơn, đừng lo mình sẽ dại dột. Hello, chào mừng anh em trở lại với channel Rick. Và hôm nay sẽ là Outlast 1. Cái này là clip mình edit lại thôi. Còn link full thì các bạn có thể tìm trong video livestream tối qua của mình. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ cho mình một sub và một like, kèm chia sẻ video này giúp mình để mình có động lực làm tiếp những clip sau vui hơn nha. Nè, lần nhớ lần trước qua cửa này rồi. Má mở ra có cái xác. Có cái xác cùng xuống. Má chuẩn bị tâm lý trước rồi. Ui, tiếng tàu quá nè mình. Tiếng tàu quá, tiếng tàu quá. Giảm 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 giảm. Tiếng tàu quá, giật cho mình. Trong này đi chưa nhỉ? Cái tiếng gì vậy? Trong này có đường đi không? Có đường đi nè. Lại có thanh niên chết ở đây. Lại tài liệu. Lậm như chú đích. Hello. Em chỉ tình cờ đi ngang mà thôi. Em ghé vô em chơi xíu. Ui, cái gì vậy? Ơ à, ở đâu vậy, ở đâu vậy? Ơ à, ôi 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 ôi. Ui 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 ui. No 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 no. Ui đóng 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 đóng. Đục má này. Đuổi lòng đuổi anh. Ý một cái máy nữa. Nó có đập cửa vô trong. Đúng mắt. Xin lỗi xin lỗi. Mở cửa mở cửa mở cửa. Đi cô mẹ. Xin lỗi xin lỗi. Ui. Đi 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 đi. Oh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng. No, 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 đi cô mẹ. Đi cô mẹ. Lắp cửa lại. Lắp, 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 lắp. Mẹ, đứa chờ ngay chỗ cửa vậy. Nó kìa. Ta tắt đây đỡ tung pin. A few inches later. Đi chưa? 3 weeks later. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Many months later. Quỷ. Má sợ thế. Trong phòng này có gì không? Binh luôn. Hợp lý. Ở đây sao nhiều thanh niên bị treo xác vậy? Batman. Công tắc điện. Hợp lý. Má nó có qua đây không? Ui. Lắp 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 lắp. Đừng vô đây nha. Đừng vô đây nha, đừng vô, đừng vô, đừng vô, đừng vô, đừng vô, đừng vô. Mày không thấy tao, mày không thấy tao, mày không thấy tao, mày không thấy tao. Tiếc cô mày. Ui. Sao nó biết mình hay vậy? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nhầm, 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 nhầm. Đi, đi vô trong, đi vô trong. Đập cái đó. Ui. Ui. Đi
Không thấy tao mày. Ok man. Ok man. Cũng quá mệt vai. Thanh niên này đủ dai vậy. Thôi nha, bật được cái điện rồi mà. Rồi giờ sao? Sao nó cứ chạy hoài vậy? Ui no. Ui no. Ui. Mày không thấy tao. Ok man. Giờ quan trọng là đi ra đường nào bây giờ? Hello. Anh ơi, em không có làm gì anh trơn. Lại kìa. Bố lại vay. No. Ok. Mày không thấy tao. Leo. Cái phòng này giống mấy cái phòng mà nhốt mấy người tâm thần hả? Ủa này là đúng rồi quay. Cái này bệnh viện tâm thần mà. Hello. Cái túi á bạn. Cái gì vậy? Maybe he looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. Thôi đủ. Thôi ơi. Giáo thì tin được. Có đường. Có đứa nào đào tẩu bên đây? Lấy. Hello. Sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. I cool đứng hình mất 5 giây, nhìn em bên ngoài còn lại ăn đứt mấy tấm hình đang fake. Mẹ. Thích cầu. Tiết kiệm binh là thượng sách đúng không? Cái chàng này dẫn lên người chết. Thôi cái nãy là cái đường, nãy là cái nãy mình đứng bên kia nè. Hey, em không làm gì anh đâu, cho em đi qua nhé, cho em đi qua nhé. Hợp lý, bing. Bing lấp lánh là biết bing rồi. Hợp lý nha. Ui. Ui, ta đuổi. Thằng này không đuổi với thằng kia nó đuổi. Hồ lý. No. Đóng cửa lại. Không qua đây được này. Oh no. Ui. Trời, nó lắp ở đâu mày? Bye. Đúng má. Ở đây có chung lắp ba ơi. Ui, thay em nhá. Thay em. Ui, đóng cửa lại. Đây. Mát đi. Không thể nào mà dừng chân nơi đây nữa. Con lợn mập đó rồi. Mình nghe tiếng con lợn mập đó. What the hell? Nó ở đâu vậy? No, nó xuống đây mẹ nó rồi.
Oh shit, oh shit, oh shit, no. Anh không thấy em, anh không thấy em, anh không thấy em, anh không thấy em. Anh không thấy em, anh không thấy em. Đi kịch này. Mày không thấy tao, mày không thấy tao, mày không thấy tao. Mày không thấy tao, mày không thấy tao, mày không thấy tao. Dưới này có đường chuồng chó này. Hello, ai làm gì mày đâu? Bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta là bạn nha. Mày không hù tao thì tao không có đánh mày. Hết pin rồi. Tập 1 Outlast mình kết thúc ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một sub và một like, kèm chia sẻ video này để mình có động lực làm tiếp những tập sau. Và các bạn hãy comment bên dưới là các bạn thích theo loại game nào và mình sẽ cố gắng làm series của game đó sớm nhất cho các bạn. Cảm ơn và tạm biệt. Bye bye.